Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Trong video này thì giới thiệu với các bạn một lô mai rừng Bình Thuận, mai cát Bình Thuận các bạn ha. Đầu tiên là một cái phôi mà nó còn có được cái cụ hũ thôi các bạn ơi. Đây là một cái phôi lũa ha. Lũa. Nguyên cái dàn dưới này là rễ không nha. Anh em nào thích mà dạng mà dĩa lũa thì anh em chơi cái cây này nè. Phôi này là lũa toàn bộ hết luôn, lũa hết trên mặt luôn nha. Nhưng mà rễ của nó thì không có bị hư nha các bạn nha. Rễ của nó thì phát triển ok bình thường. Hoành của cái phôi này là nó 86. Rễ gớm không? Xlọn không? Hoành là 86 các bạn ha. Rất là to nha, hoành thân của nó là 86, ở trên này là lũa hết nè các bạn nha, lũa thép nha, lũa thép về vệ sinh sạch sẽ lại, còn ở trên rừng là nó sống khỏe, cái chốt nè các bạn thấy là nó ôm da sống khỏe ha, phần này là lũa nè, cái này anh em chơi cái này thì anh em chuẩn bị keo epoxy lắp vô nha. Nó mới đẹp. Chuẩn bị keo epoxy nha anh em nha. Quá đỉnh luôn. Đó, mặt trên này quá đẹp luôn. Hổm vô ha. Quá dữ dằn luôn. Rất là to bạn. 86. Rất là to luôn. Rễ thì thôi, còn la ha. Mai rừng Bình Thuận thì các bạn không cần ngâm nha. Đem về là các bạn xịt kích rễ cho nó. Các bạn có Ipaca, các bạn xịt Ipaca. Xong rồi mình xịt Ipaca tầm khoảng 4 5 lần vậy đó các bạn. Để trong mát mình xịt 4 5 lần vậy đó, rồi là mình đem mình đi dâm luôn nha. Chất trồng thì cát, trấu, bạn nào muốn để xơ dừa thì để thêm xơ dừa, còn mình thì mình thấy là cát trấu là được rồi các bạn ơi, cho nó dễ thoát nước. Trồng chậu thì mình chơi lên lớp đá nữa, đá 1 2 đó, chơi lên lớp nữa tạm gang là thoát nước ok. Còn có bạn thích nhẹ thì xài xốp các bạn, xài xốp cũng thoát nước rất là tốt. Phôi này giao lưu anh chị em mình với giá là 1 triệu 2 triệu 100 ngàn bao vận chuyển ha, 2 triệu 100 ngàn bao vận chuyển các bạn nha. Phôi rất là to. Tiếp theo là một cái phôi tông cao, tông cao nha các bạn nha. Phôi này phôi tông cao nè, hoành của nó là 60 các bạn, hoành ngang cổ đế của nó là 60, rất là to bự nha, hoành ngang cổ đế là 60, chiều cao là 1m1. Phôi này thì nó hơi yếu rễ các bạn ha, có hai cái rễ lớn, đây là mấy cái rễ nhỏ. Phôi này giao lưu anh chị em mình với giá là 1 triệu 800 nghìn bao phí vận chuyển nha, 1 triệu 8 bao phí vận chuyển. Số điện thoại trên màn hình cũng là số Zalo của mình luôn nha các bạn nha, bạn có thể kết bạn Zalo qua số này để tiện trao đổi ha. Các bạn trả lời và các bạn hỏi trên phần bình luận là thiệt sự ra là mình không có thời gian trả lời đâu các bạn ơi, mình không có thời gian trả lời. Đây là một cái phôi mini như cái con thú gì hả bạn ha, em mà nó nói là khỉ nè. Coi cây thứ nhất thì nó là con rùa thì bạn phải chế epoxy vô, mà cái tiền epoxy nó cũng hơi cao cao nha, cái phần bọng lũa thép đó nó hơi hơi nhiều mà. Như con khỉ các bạn nha, em mình nó là con khỉ nè.
Coi này giao lưu anh về mình với giá là 500 50.000. À, 550.000. 550.000 nha các bạn nha. Phôi này có cái hoành ngang cái cổ ở dưới là nó 40 mấy, hoành ở dưới là nó 40 mấy nha các bạn nha. Hoành ngang cái phần đuôi đó là nó 40 mấy, ôm ngang cái đít luôn là 40 mấy, còn thân của nó thì 35 thôi, ôm ngang cái đít đó là 43, còn hoành thân thì nó 35, chiều cao nó là 40 ha, chiều cao từ cổ đế lên là nó 40. Phôi này giao lưu anh chị em mình với giá là 550.000. Tiếp theo là mã BC4, một cái phôi có cái dáng cụm dĩa nè các bạn, cụm dĩa hoành là 49, hoành ngang cổ dĩa của nó là 49 các bạn ha, khá là to nha. Đang cái chốt bay của nó xuống thì nó từ chốt bay xuống là nó tới ngang cổ đế là nó 40, ngang cổ đế là 40. Phôi này thì nó có một cái phần nó bị lỗ ha, lỗ ở trên lưng này, lỗ thép nha. Đây nó có nó lỗ thép nha, có một lỗ thép này, phần lỗ này nó cũng không đáng ngại các bạn ơi, không không có gì gọi là quá lắm đâu. Ở đây cũng lỗ ha, chỗ này thì nó có bị lỗ vô đây này, lỗ thép vô nha. Thép vô cũng không có sâu các bạn ơi. Chút xíu à. Chút xíu ha. Phôi này giao lưu anh chị em mình với giá là 700.000 bao phí vận chuyển cho các bạn luôn. 700 nha. Rồi tiếp theo là một cái anh dĩa hơi cao rồi. Hoành của nó là 41, hoành thân 41 ha, rất là nhiều rễ luôn, rễ bao la luôn nha, rễ bao la luôn, cây này là không có rễ chọt nha, rễ quá trời rễ luôn, rễ bao la rễ luôn. Này cũng là lũa nè, lũa mai cát này nó hay bị gì các bạn ha, phần này đũa nè, bọng sâu xuống chút xíu, này là chốt này cũng bị lỗ ha, phần bên đây nó cũng lỗ nè. Không có đáng ngại nha, không đáng ngại nha các bạn nha, chỉ có bị lỗ cái phần đó là nó hơi bọng vò thôi, tí xíu chứ cũng sâu nha, phần này lỗ thì nó đã cứng hết rồi. Phôi này thì giao lưu anh chị em mình với giá là 600.000 bao gồm phí vận chuyển nha, 600.000 bao vận chuyển nha các bạn nha. Rồi tiếp theo là mã BC6, BC6 cái phôi mũi quéo quéo này, chốt bye bye đây nè ha, quéo chốt bye bye, quéo chốt bye bye nha các bạn nha. Này thì hoành thân của nó là 43, chiều cao của nó là 65,
đáng ngại luôn, cứng. Hơi sâu sâu chút xíu, nó tầm khoảng 10 phân. Tầm khoảng 10 phân thôi. Phôi này giao lưu anh chị em mình với giá là 600.000 bao vận chuyển nha. 600.000 nha các bạn. Tiếp theo là một cái phôi bay nè, phôi mai thế bay rất là chuẩn luôn. Bay rất là chuẩn luôn anh em nha. Bay rất là chuẩn luôn nè. Đó, ok không? Rễ bay nè. Rất là nhiều chốt nha. Về anh em tiễn chốt lại bớt. Tiễn chốt lại bớt nha. Cây này thì có cái phần này nó bị bọng chút xíu nha. Bọng chút xíu. Bọng này nó tầm khoảng là 10 phân. Phần này thì bọng nhỏ thôi. Không đáng ngại mà. Không đáng ngại. Nó chỉ có một cái phần bọng đó thôi. Bọng đó là hơi sâu thôi, tầm khoảng 10 phân. Chứ nó không có thông đế nha. Bọng nhưng mà không thông đế nha bạn nha. Phôi này giao lưu anh chị em mình với giá là 800.000 bao phí vận chuyển luôn. Rồi, cái phôi thứ 8 các bạn. Phôi thứ 8 BC8. Phôi này thì hoành của nó là 40. Hoành 40. Chiều cao của nó thì 60. Chiều cao từ mặt cắt trên xuống tới cái mặt rễ của nó là 60 các bạn. Phần này thì nó bị lũa nè. Lũa. Lũa này không có sâu nha các bạn nha. Lũa thép không sâu. Tí à. Dạ hì hòm ghê gớm không? Anh chị em nào yêu phôi này thì liên hệ ha. Hoành là 40, chiều cao lên là nó 60 các bạn. Phôi này giao lưu anh chị em mình với giá là 600.000 bao vận chuyển. Cuối cùng là mình đến với cái mã BC9, mã cuối cùng ngày hôm nay các bạn ơi. Một cái phôi nhỏ, hoành ngang cổ đế của nó thì 39 thôi các bạn ơi. Hoành ngang cổ đế 39. Một cái phôi dạng như là cọc dĩa đó nè. Phôi dĩa như dĩa đó nè. Chiều cao hoành ngang cổ đế của nó là 39. Chiều cao thì từ trên đầu mặt cắt xuống đến cổ đế của nó là 40. Phôi này các bạn để cái thế này cũng hay các bạn. Cắt lại cũng được ha. Đều được hết. Này là lỗ nha. Lỗ thép. Lỗ thép này không nó mới đẹp nha các bạn nha. Lỗ dày mới đã. Quay vậy nè ha. Phôi này giao lưu anh chị em mình với giá là 500.000 bao vận chuyển nha. Hoành 39, chiều cao 40. 500.000. Bạn nào yêu thì liên hệ ha. Rồi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.